Chào anh em trong ngành bưu chính. Hôm nay công ty cổ phần Sinh Hồng Việt Nam xin giới thiệu với anh em trong nghề nhôm kính một sản phẩm mới nhất của tháng 12 năm 2017 của công ty cổ phần Sinh Hồng Việt Nam, đó là máy lột tập nhập khẩu 13 dao. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng dao cho anh em trong ngành nghề. Thứ nhất thì đó là dao số 1. Đấy, dao này thì đó là đố ngang của hệ 4400. Đấy mà tất cả anh em trong nghề rất là cần thiết về cái dao này. Vâng, thì dao số 2 đó là dùng cho là hệ cửa nùa là 3 cây của Việt Pháp mới nhất. Đấy. Thì một số cái loại đột dập cũ là không có hệ dao này. Đấy, nhưng mà đây là cái loại nhập khẩu thì là chúng tôi đã cải tiến và đã thêm cái dao này. Và ngoài ra tất cả những cái đột dập này là chúng tôi đều có những cái ốc hãm ở đây. Đấy thì là anh chị em và các bạn khi mà sử dụng ấy thì có thể là mình làm cho rất nhiều loại hệ nhôm khác nhau. Đấy, thì có thể mình tăng giảm cái ốc này để có thể mình đút vừa được tất cả các loại cây nhôm khác nhau. Đấy, và thứ ba thì là dao số 3, đây là cái cây là mình đột để làm cửa nùa hệ PMA. Đấy. Đây là cái loại đột dập mà chúng tôi đã đột được tất cả các hệ nhôm khác nhau trừ mũi sinh pha. Đấy, và tiếp theo là dao số 4. Dao thứ tư đó là cánh của BMA. Đấy, và ngoài ra cũng đột được cả một số hệ nhôm khác như kiểu răng ly hay là AP55. Dao số 5 đó là nỗ bánh xe của nùa 2600. Và tiếp theo đó là dao số 6 đó là thoát nước của cửa nùa 2600. Và tiếp theo đó là dao số 7 nó là dao cắt gân bản nề chữ A. Đấy. Và tiếp theo đó là dao số 8 nó là dùng để cho khung bao của hệ 4500 của Việt Pháp. Đấy. Và dao thứ 9 đó là dao của là hệ là mồm nhỏ cửa nùa 2600. Và tiếp theo thì là đó là dao số 10 đó là thoát nước. Dao thoát nước của là hệ là 4400. Đấy, và đặc biệt hơn nữa thì là dao số 11, 12, 13 đó là loại dao cải tiến đời mới nhất. Một số hệ nhôm mới ra bây giờ thì đều cần dùng cây ốp hông. Đấy, đây là ốp hông của là hệ Việt Pháp PMA và Nair là có đầy đủ hết. Đây là hệ nhôm mới nhất. Đấy, và đây là tổng thể là cái máy tổng tập 13 dao nhập khẩu nguyên chiếc từ bên Trung Quốc về.